xin chào mọi người. Vào những ngày nắng nóng như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện hâm đồ ăn mà chúng ta sẽ không cần một chiếc lò vi sóng mà có cắm điện, chúng ta chỉ cần lò sunshine thôi quý vị ơi. Để sử dụng lò sunshine này thì quý vị bỏ tô cơm hoặc là những cái thức ăn của mình lên một cái chiếc ghế hoặc là bất kỳ thứ gì cũng được. Sau đó chúng ta đẩy ra nắng, chúng ta bấm nút một cái, chúng ta chờ khoảng 30 giây, sau đó đồ ăn chúng ta sẽ được hâm chín và chúng ta sẽ đem vào đó là chúng ta đã có một cái tô cơm thật là nóng để ăn được quý vị, rất là ngon. Cảm ơn quý vị rất nhiều.